Giờ sau một thời gian tập hợp mọi người thì bà cũng đã đánh lại quân Đông Ngô và cũng đẩy lui được quân Đông Ngô một thời gian. Nhưng sau một thời gian vài tháng, 2 đến 3 tháng thì quân Đông Ngô đã cử là một quân tướng là Lục Dận là cháu của Lục Tốn. Thưa các anh chị, Lục Tốn là một quân tướng rất đặc biệt. Nếu mà anh chị nào mà xem tàn quân diễn nghĩa thì các anh chị cũng sẽ biết được Lục Tốn là một viên tướng ngày xưa cũng chỉ là một người gọi là anh ngô ở trong quân đội thôi. Nhưng mà sau một thời gian 6 năm trời ở trong phòng, không có đi đâu cả, chỉ đọc sách của binh pháp để nghiên cứu binh pháp thôi, thì Lục Tốn đã trở thành một vị tướng nổi tiếng của Tôn Quyền. Đồng thời dẫn theo Tôn Quyền và Tôn Quyền đã tin tưởng Lục Tốn ngay bên tay trái của Lục Dận là cháu của Lục Tốn đã